Thanh Trường, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Tình yêu bùng cháy. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Nhã Ca chương 8 từ câu 5 đến câu 7, bản truyền thống hiệu nín. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ai kia đang từ hoang mạc đi lên, nương tựa vào người yêu. Dưới cây táo, em đã đánh thức anh. Chính nơi đây, mẹ anh đã nhọc nhằn vì anh. Chính nơi đây, mẹ anh đau đớn sinh ra anh. Xin đặt em như chiếc ấn nơi tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu say đắm mạnh như sự chết, lòng ghen mãnh liệt như âm phủ, lửa tình bùng lên rực sáng như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Nước lũ không dập tắt được tình yêu, các sông không nhận chìm nó được. Nếu có ai đem hết gia tài mình để có được tình yêu thì sẽ bị người đời khinh khi thậm tệ. Câu gốc hôm nay được chép trong Nhã Ca chương 8 câu 6. Lửa tình bùng lên rực sáng như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Nhà thơ, họa sĩ, nghệ nhân khắc bản in William Blake đã trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 45 năm với vợ của mình là Catherine. Từ ngày cưới cho đến khi ông qua đời vào năm 1827, họ luôn sát cánh cùng nhau. Catherine đã tô thêm màu sắc cho các bản phác thảo của William. Lòng tận tâm với nghề đã giúp họ vượt qua những năm tháng nghèo đói và nhiều thách thức. Ngay cả trong những tuần lễ cuối đời sức cùng lực kiệt, Blake vẫn tiếp tục làm nghệ thuật và bức phác thảo cuối cùng chính là khuôn mặt của vợ ông. 4 năm sau, Catherine qua đời khi vẫn nắm chặt trong tay những chiếc bút chì của chồng mình. Tình yêu nồng nhiệt của vợ chồng nhà Blake phản ánh tình yêu được tìm thấy trong sách Nhã Ca. Và mặc dù đúng là tình yêu được mô tả trong Nhã Ca nói đến hôn nhân, nhưng các tín đồ đầu tiên tin rằng sách Nhã Ca cũng chỉ về tình yêu vô biên mà Chúa Giê-xu dành cho tất cả những người theo Ngài. Nhã Ca mô tả một tình yêu mạnh như sự chết. Đó là một ẩn dụ ấn tượng, vì sự chết là kết cục và là một thực tế không thể tránh khỏi mà con người sẽ đối diện. Tình yêu mạnh mẽ này bùng lên rực sáng như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Và không giống như lửa thông thường, những ngọn lửa này không thể bị dập tắt dù có cả một trận đại hồng thủy tràn về. Nước lũ không dập tắt được tình yêu, sách Nhã Ca nhấn mạnh. Ai trong chúng ta lại không khao khát một tình yêu đích thực? Sách Nhã Ca nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ khi nào gặp được tình yêu chân chính, hãy nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là cội nguồn của tình yêu ấy. Và trong Chúa Giê-xu, mỗi người chúng ta được nếm biết một tình yêu sâu sắc và bất diệt, tình yêu bùng lên rực sáng. Bạn đã bắt gặp tình yêu mạnh mẽ ở đâu? Tình yêu của Chúa Giê-xu khích lệ bạn ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, xin giúp con đón nhận tình yêu của Ngài và chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé, và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.